sáng 28 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội ngày 1 tháng 8 năm 2008, ngày 1 tháng 8 năm 2018. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, lễ kỷ niệm 10 năm sự kiện lịch sử trọng đại này là một dịp quan trọng để cả hệ thống chính trị của thành phố cùng nhau tổng kết toàn diện sâu sắc những thành tựu to lớn mà nhờ sự nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ nhân dân thủ đô đã đạt được trên mọi mặt, khẳng định đúng đắn giá trị lịch sử to lớn của các quyết sách chiến lược của Trung ương, hướng tới tương lai xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh. Nhân dịp này, Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Ngày 29 tháng 7, thành phố Hà Nội tổ chức lễ hội đường phố Tinh Hoa Hà Nội Hội tụ và Tỏa sáng chào mừng kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Lễ hội đường phố Tinh Hoa Hà Nội Hội tụ và Tỏa sáng là hoạt động văn hóa đa sắc màu, hấp dẫn, ấn tượng, có tính nghệ thuật cao trong bức tranh văn hóa tổng thể của thủ đô ngàn năm văn hiến. Đồng thời là hoạt động thực hiện chủ trương xã hội hóa của thành phố trong tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa của thủ đô.